Và mình xin chào tất cả các bạn. Thì thời gian vừa qua mình không thể chia sẻ hình trận cũng như là tài liệu để mà chúng ta cùng tham khảo, là một phần lớn là do cái ứng dụng Thiên Thiên Tượng Kỳ của mình đang gặp trục trặc từ hồi trước Tết tới bây giờ, vẫn chưa định danh được. Thì bạn nào biết cách định danh hoặc là có tài khoản VW khác để mà mình sử dụng thì có thể comment xuống để liên hệ với mình để mà hỗ trợ mình về cách định danh. Thì hôm nay mình làm cái clip này là chủ yếu một phần là để thông báo cho các bạn biết là lý do vì sao mà mình chưa lên được tài liệu. Thứ hai nữa là mình thấy cái ứng dụng này cái gì Freeware gì đây, Freeware 2.5.0 gì nè. Đây là một ứng dụng cũng nằm một trong những ứng dụng rất là mạnh về cờ tướng mà nó lại là miễn phí, thì các bạn có thể download về học tập cũng như là chúng ta chơi thử. Thì mình sẽ để cái đường link download cái ứng dụng này về ở dưới phần bình luận. Các bạn nào cần thì các bạn có thể xuống phần bình luận, các bạn bấm thẳng vào link và các bạn download về để sử dụng. Tại mình thấy nó rất là hay. Trong cái ứng dụng này thì mình sẽ hướng dẫn sơ sơ cho các bạn về cái cách sử dụng nó khi các bạn download về. Có rất là nhiều bạn nói về ứng dụng này nhưng mà hầu như để chỉ về cái cách sử dụng chi tiết thì ít. Thì đầu tiên các bạn có thể thấy là ở những cái hàng trên cùng á, đây mình xích xuống chút xíu này. Đây, ở những cái hàng trên cùng này cũng như là thí dụ như chữ file này, thí dụ các bạn đang đánh một hình trận bất kỳ đi, các bạn không muốn đánh nữa thì các bạn có thể bấm vào file này, bấm new game thì nó sẽ trở lại vị trí ban đầu. Còn ở những cái mục như game hay là Windows, ở đây những cái mục cài đặt thì nó đã mặc định rồi các bạn. Các bạn có thể là ví dụ như mặc định các bạn mà nó không đúng thì các bạn có thể là mở video này của mình lên. Các bạn bây giờ mình sẽ ấn vào chữ file nha. Thì mỗi một cái dòng như thế này, các bạn thấy dòng nào mà nó có một cái hướng tên đi ra là một cái sự lựa chọn, thì các bạn cứ đưa vào cái hướng mũi tên này để so sánh là nó có đúng với cái phiên bản mình đang xài hay chưa. Đây là ở chỗ chữ new file nha. Bây giờ mình qua chữ game nè. Đó, đây chữ game. Đó, các bạn nhìn nha, các bạn có thể là mở lên về để so sánh nha. Ở chỗ cái level này các bạn có thể chọn số 2 ở giữa, cái này là mình thấy nó ổn định nhất này. Rồi ở dưới đây đó, mấy cái nào mà có cái mũi tên ra các bạn cứ đưa xuống so sánh coi là cái chọn lựa đúng hay chưa. Rồi ở phần này thì các bạn cũng vậy, có một mũi tên nè, đó các bạn cứ chọn. Ở đây là chắc ra nó là cái chọn lựa lớn nhỏ thôi chứ nó không có gì là khác hết. Chút mình sẽ chỉ các bạn ở phía hàng ứng dụng dưới cho dễ. Đó, nó chỉ đơn giản thôi, tại vì cái này nó quan trọng nhất là ở cái hàng này các bạn. Đây là cái hàng này là cái hàng mình sử dụng nhiều. Thì cái hàng này thì ở đầu tiên nó là cái gì? Đây là chuyển đổi quân cờ. Ví dụ chúng ta đang quân đỏ nè, mình kêu quân đen, các bạn bấm vào đây là để chuyển đổi màu quân nha. Rồi ở cái hàng mà gạch ngang này là đang chuyển đổi thứ tự để mà mình đọc hiệu. Ví dụ như từ 1 đến 9. Ở đây ngược lại từ 1 đến 9 thì các bạn có thể bấm vào đây để mà chuyển đổi. Thì cái này sẽ là từ 9 xuống 8. Đó, nó chỉ là sự chuyển đổi thôi. Đó, từ 1 đến 9 lại. Rồi còn ở đây là chúng ta chọn về màu cờ, màu quân cờ, kiểu quân cờ. Đây. Thì các bạn thấy đây là một loại quân cờ khác. Các bạn thích cái nào cảm thấy mình vừa mắt thì mình sử dụng. Nó hình như là được 4 kiểu các bạn. Đây, đây một kiểu nữa. Còn đây là cái kiểu cổ điển, và mình đang sử dụng là cái kiểu này. Mình thấy nó nét mỏng và dễ nhìn, rất là rõ. Còn ở đây là cái màu của nền bàn cờ. Đây. Đó, các bạn có thể lựa cái nền nào mà mình thích, nó vừa mắt mình. Đó, như thế này, nó rất là nhiều màu các bạn, rất nhiều màu. Ứng dụng này các bạn nào biết rồi thì thôi ha, các bạn nào chưa biết thì chúng ta có thể sử dụng. Ứng dụng này cũng khá mạnh nha các bạn, mình cảm thấy nó rất là mạnh luôn chứ không phải là khá. Đó, các bạn thấy không, rất là nhiều màu nền nha. Các bạn nãy giờ có điếm màu nền thử không, rất là nhiều. Đó, mình thì hiện tại đang sử dụng cái nền này tại mình thấy cái nền này thứ nhất là nhìn nó cổ cổ, thứ hai nữa nó cũng dễ nhìn, nó không bị lóe mắt quá. Còn ở cái hình nhân này thì nó là kích thước của bàn cờ lớn nhỏ, ví dụ như chúng ta bấm vào đây nó sẽ lớn bàn cờ ra, bấm vào một cái nữa nó sẽ nhỏ lại mức độ có thể, và bấm một cái nữa nó ở mức trung bình, trung bình dễ nhìn nhất. Rồi nó đại khái là vậy. Còn những cái hàng trên này là khi nào chúng ta đánh thì nó mới xuất hiện. Ví dụ như bây giờ mình sẽ chuyển đỏ lại đi, chuyển lại màu đỏ để mình đi tiên nè, đó mình đi pháo đầu rồi. Ở thì bên kia nó sẽ có máy nó sẽ tự đi, và bên đây máy nó sẽ định hướng như mình đi. Định hướng tuy nhiên các bạn không cần đi theo, các bạn có thể chọn quân các bạn đi như thế này. Thì lúc bạn đi như vậy thì trên đây bắt đầu nó mới xuất hiện những cái dấu này, thì các bạn bấm ở đây là trở lại nước cờ đó. Đó rất là đơn giản ha, bấm đây là tới, như vậy thôi. Đó, thì khi một nước mà chúng ta đi thì bên kia máy nó sẽ đi theo, chúng ta có cái sự hướng dẫn của máy thì chúng ta có thể đi theo, hoặc chúng ta có thể đi theo cái hình thể mà mình đã từng luyện hay như thế nào đó, để chúng ta đánh với máy, với ứng dụng này, để cho nó mình luyện tập cho nó quen lên cái hình trận. Ví dụ vậy. Còn các bạn muốn trở lại vị trí của nó thì các bạn có thể bấm vào file này, new game, mà nó quay lại vị trí. Ở đây là nhớ các bạn, như đây là đổi màu nha. Khi đổi màu thì bên nào đỏ là mình đã đi tiên. Đó, thì bên đây là máy sẽ đi, một bên là máy đi, bên mình đi. Đó. Còn các bạn ví dụ như bây giờ tới đây mình lên mã nha, ở bên kia lên mã mình xuất xe, bên kia xuất xe. Bây giờ mình không muốn bên kia xuất xe, mình không muốn bên kia xuất xe, mình sẽ bấm trở lại một nước cờ, bắt đầu mình bấm cho bên kia là tấn xe. Bấm vào bên kia tán xe thì bên đây quân này nó sẽ tự đi. Và bây giờ mình muốn quân kia tự đi cũng tương tự vậy, mình hồi trở lại, mình không dùng xe ăn pháo, là bây giờ mình đi nước chốt đầu ví dụ vậy, thì bên kia bắt đầu sẽ tự đi. Đó là cái cách mà sử dụng rất là dễ, mà hầu như mình thấy bạn nào lên cũng nói lòng vòng để cho anh em rất là khó hiểu, và thậm chí có những video là không có sử dụng tiếng, có nghĩa là không nói, là chỉ làm chỉ đi thôi thì chúng ta không biết được. Rồi còn khi mà các bạn giải hình cờ thế thì như thế nào? Thí dụ như mình trở lại đi, mình trở lại new. Thí dụ như bây giờ mà các bạn muốn giải một hình thế thì các bạn sắp hình thế đó vô cái bàn cờ này, thì các bạn có thể là bấm trực tiếp vào bàn cờ này, các bạn lít chuột phải nó sẽ hiện lên với dòng chữ này nha. Giờ mình bỏ ra ngoài nè, giờ các bạn giữa bàn cờ nha, ở đâu cũng được, các bạn thì mình để giữa bàn cờ cho nó khỏi đụng gì thôi, lít chuột phải vào. Sau đó các bạn bấm vào hàng chữ này, nó đang hiện lên. Ở thì bên đây sẽ hiện lên quân cờ. Bây giờ các bạn muốn sắp quân cờ thì quân cờ ở đây cần phải dẹp mất hết, thì các bạn bấm vào bàn cờ ở đây, thì tất cả quân cờ ở đây nó sẽ biến mất hết, và các bạn sẽ sắp ra cái hình thế. Ví dụ như bây giờ bên kia là một cái thế, mình sắp ra một cái thế cờ hòa cho hai bên đi, hoặc là các bạn thấy một hình nào đó trên mạng mà các bạn muốn giải trừ cái hình đó thì các bạn sắp đúng hình đó vào. Ví dụ bây giờ mình sắp cái hình hòa của xe sông mã đi. Bây giờ mình chọn quân mã nè, đó đây là cái hình hòa xe sông mã. Thì khi các bạn chọn xong rồi các bạn bấm vào cái dấu tròn màu xanh này, các bạn bấm ok. Đó thì nó sẽ trở lại hình này, thì lúc này bắt đầu là hai bên đánh. Rồi các bạn muốn bỏ đi, các bạn cũng bấm vào giữa như thế này, các bạn chọn vào cái dòng chữ như mình nói đó, thì các bạn lại bấm bàn cờ vào không, là các bạn ship một thế khác. Thí dụ các bạn có thể ship bất kỳ một thế gì. Mình đại khái thôi để mà chúng ta nắm hiểu được cái cách sắp đặt quân nó như thế nào. Nó đại khái vậy. Lúc này các bạn bấm màu xanh, cái ô tròn màu xanh, rồi các bạn bấm ok thì nó sẽ chọn ra hình thế này. Mà muốn bỏ hình thì vẫn như vậy nha. Đó. Rồi giờ muốn bỏ luôn hình thế này, chúng ta bấm vào cái nút đỏ này. Đó, thì chúng ta bỏ luôn hình thế này. Ở đây là cái cách sắp cờ thế. Sau khi các bạn sắp rồi thì các bạn có thể giải bằng cái ứng dụng này. Bây giờ nói gì chúng ta sẽ khó. Bây giờ mình sẽ sắp vô một cái thế này. Một cái thế đơn giản nhất để mà cho các bạn thấy và các bạn mường tượng được ngay. Thí dụ vậy đi, để các bạn dễ mường tượng thôi. Đó, thì ở đây là các bạn thấy cái dấu chấm nè, chúng ta có hai cách chọn lựa nè, bạn chọn lựa hàng trên nè, các bạn ok thì bên đỏ sẽ đi trước, dấu chấm đỏ hiện lên bên đỏ thì đi trước nha. Bây giờ các bạn vô lại nè, các bạn bấm vào cái nút xanh, các bạn chọn ở dưới nè, các bạn ok thì lúc này cái dấu xanh bên đây nó đậm lên là bên xanh đi trước nè. Đó, thì các bạn nhớ là muốn chọn bên nào đi trước các bạn bấm vào cái dòng chữ này, bấm vào ô màu xanh, các bạn tích chọn. Ví dụ đây các bạn chọn màu đỏ đi trước nè, thì mình bấm ok thì lúc này đỏ chỉ cần mình cầm pháo đi xuống là thắng, ví dụ vậy. Đó, đây là cái cách mà mình chọn cho bên đi thôi. Nhớ các bạn nhớ chỗ đó, nó rất đơn giản thôi mà có nhiều bạn nói lòng vòng rất là khó hiểu. Đó là cách giải cơ thế. Còn các bạn tải ứng dụng này về theo mình nghĩ là chủ yếu là chúng ta luyện hình trận. Bây giờ các bạn thích đánh về cái hình trận pháo đầu, các bạn cứ cầm pháo đầu các bạn đánh như thế này, các bạn đánh với máy như thế này thì khi các bạn đánh thì bên kia máy sẽ tự đi, các bạn cũng sẽ tự đi. Khi mà mình đi ở một mức độ mình thấy là đường nào cũng bị bên kia phá, ví dụ như tới đây mình xuất xe dài ba nước đi, giờ mình tiến xe theo như hướng dẫn này đi, bên kia tấn chốt, này lên mã, kia tiến chốt, này tiến xe. Và bây giờ mình muốn thay đổi một nước đi, hoặc là mình vô tình nha, vô tình mình lỡ nước này, lỡ nước ăn pháo này là mình bị mất xe, là mình thấy thua đúng không? Bây giờ mình nước đó mình lỡ đi không đúng không, mình bấm quay trở lại, một nước nữa là mình đi nước khác. Đó, thì các bạn có thể hồi lại để mà đi nước khác. Đó, thì cái ứng dụng này nó đơn giản vậy thôi, nhưng mà mình đánh giá ứng dụng này nó rất là mạnh nha các bạn. Các bạn có thể thử luyện tập ở cái hình trận này coi nó như thế nào. Còn hôm nay chủ yếu mình làm về cái video này là để mình chia sẻ về cách sử dụng ứng dụng này. Nó chỉ có mấy cái một ở trên đây chúng ta cần lưu ý thôi. Còn khi nào mà cái ứng dụng tượng kỳ của mình nó ổn thỏa rồi thì mình sẽ tiếp tục chia sẻ hình trận tài liệu và tiếp tục đánh online để mà cùng giải trí với anh em cho vui. Vâng, thì cái video này tới đây mình tạm dừng. Anh em nào chưa biết có thể tham khảo, và link tải của cái ứng dụng này mình sẽ để ở dưới phần bình luận. Tới đây mình xin chào tất cả các bạn, chúc các bạn sức khỏe.